Hi, xin chào các bạn. Ở đây các bạn đang thấy một cái khớp nối FCL rất là to luôn các bạn. Thì đây là size 400 nha các bạn. Dòng này là dòng khớp nối FCL. Mình cho các bạn xem nè. Cái bảng của nó rất là to và cực kỳ nặng luôn nha các bạn. Một mình không thể nào mà nhấc được cái này lên. Đôi khi phải nhờ sự hỗ trợ của các anh áo đen như thế này nè. Các bạn thấy đó. Thì với cái khớp nối FCL 400 của chúng ta thì nó to như thế này. Thì về cấu tạo của FCL thì mình cũng chia sẻ qua cho những bạn nào mà chưa biết, thì mời các bạn cùng xem hết video này nhé. Thì nói về cái cấu tạo của cái dòng khớp nối FCL này thì mình có một cái con nhỏ hơn, cái size nhỏ hơn để minh họa cho các bạn thấy được là nó sẽ gồm hai phần chính các bạn ha. Phần đầu tiên là phần để kết nối với lại trục của motor điện và trục của ứng dụng, thì nó sẽ có hai cái phần màu xanh như thế này các bạn. Thì đây là cái phần mà để kết nối với lại trục của motor và trục của ứng dụng, và nó ghép lại với nhau như thế này. Cái bu lon cao su này các bạn, không phải là nó để siết hai cái nửa này lại với nhau các bạn ha, mà nó có nhiệm vụ là gắn một cái đệm cao su ở trên đây, và khi chúng ta chuyển động trục á thì nó sẽ lai cái phần trục còn lại các bạn, chứ không phải là nó kết nối hai cái này, nó ghép hai cái nửa này lại với nhau các bạn ha. Các bạn có thể thấy nó như thế này, một bên nó thiết kế lỗ như này. Ở bên đây là cái bu lon cao su của chúng ta nè, táp lại với nhau. Còn việc vận hành nó như thế nào thì ở cuối video mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về cái này. Các bạn sẽ thấy tiếp là cái phần bu lon cao su. Bu lon cao su của chúng ta thì nó sẽ như thế này. Một cái con bu lon và lắp cái cao su ở trên đó các bạn. Các bạn có thể thấy là cái phần cao su của chúng ta nè, nó thả vào bu lon như thế này và nó gắn vào cái phần trục này. Thì khi chuyển động thì nó sẽ lai cái nửa còn lại. Thì đó là về cái cấu tạo của cái khớp nối FCL. Thì các bạn có thể thấy được là ở đây cái size 400 này, một cái size to. Thì cái trục bu lon cao su này nó sẽ phụ thuộc vào cái size của khớp nối FCL các bạn ha. Với cái size to thì nó sẽ có nhiều cái trục bu lon cao su. Còn ở đây size nhỏ thì các bạn thấy nó chỉ có 4 cái bu lon cao su thôi. Đây các bạn xem cái size 400 của chúng ta thì các bạn thấy được nè. Ồ, nó nặng lắm nha các bạn. Mình sợ nó giục tay. Các bạn có thể thấy nè, trên đây nó có 2, 4, 6, 8 và 10 cái bu lon cao su được gắn ở trên đây với cái size 400 này các bạn ha. Đó, các bạn thấy thì cấu tạo nó cũng như nhau thôi. Cái size nhỏ mình chia sẻ cho các bạn thì cái size to này nó cũng như vậy. Đó, nó lắp lại với nhau như này. Khi các bạn á, lắp nó vào trong trục motor và trục của ứng dụng á, chúng ta cần phải đảm bảo được cái độ khít này nè. Hai cái nửa này sẽ được ghép nối lại với nhau, nó liền với nhau như thế này. Đó, vậy nó mới đúng. Nếu như các bạn lắp một bên thấp, một bên cao thì nó sẽ bị hở ra như thế này. Và nếu như vậy khi nó đánh, cái lực nó sẽ phân bổ không đều, các bạn nó sẽ bị phá vỡ cái motor hoặc là cái ứng dụng của các bạn. Và nó rất là nhanh hỏng. Và đặc biệt là xoay nó sẽ bị lắc rung. Còn về cái nhiệm vụ của cái cao su ở đây nè các bạn, thì nó sẽ giúp giảm chấn và nó hấp thụ cái lực rung. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái thông số kỹ thuật của cái khớp nối FCL 400 này các bạn ha. Đầu tiên khi mà ghép hai cái nửa này lại với nhau thì các bạn sẽ thấy được cái độ dày của cái khớp nối, nó sẽ tính từ cái khoảng cách bên đây qua tới bên đây, nó sẽ có cái độ dày là. Và tiếp đến có một cái thông số kỹ thuật mà chắc ít bạn sẽ để ý đến, đó là cái phần rãnh này nè các bạn. Mỗi một size nó cũng có một cái rãnh như thế này. Việc này để làm cái gì? Thì các bạn ráp vào với nhau, nó ăn khớp với nhau như thế này, nó mới đúng. Và ở đây nó có cái chiều dài của cái rãnh này. Vậy thì với cái FCL 400 của chúng ta thì nó sẽ có cái chiều dài rãnh là. Và tiếp đến là một cái thông số rất là quan trọng, đó là về cái chỗ đường kính của cái trục này các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được là với cái size 400 của chúng ta, cái lỗ đường kính ở bên trong nó rất là to. Vậy thì khi các bạn mua về, các bạn chọn đúng cái size mà nó phù hợp với lại cái trục cốt của các bạn. Các bạn gia công một cái lỗ trục ở đây, cái phần thịt còn lại nó sẽ đảm bảo được cái việc giữ được cái cốt, đảm bảo được cái độ an toàn cho cái khớp nối của chúng ta. Chúng ta cần biết được những cái thông số như sau. Đầu tiên là cái đường kính của cái vòng ngoài. Và tiếp đến là cái đường kính ở bên trong. Thì đó là những cái thông số kỹ thuật cần thiết giúp bạn xác định được cái size FCL 400. Thì đây là dòng khớp nối trục cao su các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.